chào mừng quý vị các bạn các em đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, Chuyện Nhỏ đã có sự hiện diện của các bé sẵn sàng. Chú Thanh Bạch xin chào các cháu. Giỏi lắm. Và bây giờ, chú Thanh Bạch xin mời các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, về tên, họ, về sở thích, ước mơ, tuần tự nha. Chú Bạch xin mời bé đầu tiên. Con tên là Giám Ngọc Liên, năm nay con 7 tuổi. Ở nhà con có tên là Xí Mội, bởi vì nước da của con đen giống như là cục xí mội, cho nên mẹ con đặt tên cho con là Xí Mội. Sở thích của con là ăn gà gáy hamburger và uống sữa Milo. Môn học mà con thích nhất là môn vẽ và hát. Ước mơ của con sau này là trở thành thợ may để may các bộ đồ đẹp cho mọi người. Con tên là Trung Hoàng My, năm nay con được 7 tuổi. Ở nhà con còn có tên là Kitty, mẹ con thường gọi như vậy. Nhưng ở trường các bạn thường gọi con là heo lùn. Và các bạn nói là con có nước da đen và mập nên các bạn gọi con là heo rừng. Sở thích của con là chơi vi tính, đọc truyện tranh và nhất là con còn rất thích ca hát nữa. Ước mơ lớn lên sau này của con sẽ là bác sĩ để chữa bệnh ho, sổ mũi và đau mắt cho mọi người. Con tên là Trần Trân Tiến, năm nay con 8 tuổi. Con rất thích chơi những môn thể thao như là đá banh, đá cầu, bơi lội. Ước mơ sau này của con là giám đốc siêu thị để mở một gian hàng đồ chơi thật lớn và gian hàng khu giải trí thật rộng để các bạn đến chơi. Đây là bạn của con. Con tên là Lê Phúc Tường Vi, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là ăn cà rá, bún mọc do tay mẹ con nấu. Con thích chơi môn thể thao bóng rổ vì nó làm cho con cao hơn. Ước mơ sau này của con trở thành ca sĩ để hát cho mọi người nghe. Con tên là Nguyễn Ngọc Anh Chi, con 7 tuổi. Sở thích của con là ăn bánh hamburger, bơi lội và đi suối tiên. Con thích học nhất là môn vẽ và tập đọc. Ước mơ sau này lớn lên của con sẽ là thợ may giống mẹ con, vì mẹ con may đồ búp bê Barbie của con rất đẹp. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Khánh, con đã 8 tuổi rồi và con thích nhất là ăn hamburger, phô mai và còn rất nhiều nữa. Còn sở thích của con chơi là banh đũa và nhảy dây. Con ước mơ của con là lớn lên sẽ trở thành một họa sĩ, vẽ chân dung của bố mẹ và nhiều người khác. Con tên là Nguyễn Hoàng Tú Anh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là nhảy dây và đánh cầu lông. Con thích ăn bún bầu Huế và bún thịt nướng. Ước mơ của con sẽ trở thành cô giáo dạy cho các em nhỏ. Con tên là Lê Trần Phương Uy, năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con là coi tivi. Con ghét nhất là sô-cô-la vì sô-cô-la nó làm cho mình nóng. Ước mơ sau này con lớn là con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh tim giống bố con. Chúng ta vừa đến với phần tự giới thiệu của các bé. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Thưa quý vị và các bạn, các bé sẽ tạo điều kiện cho các thí sinh ghi điểm hoặc là gây cản ngại khó khăn. Còn bây giờ, ba thí sinh của Chuyện Nhỏ đã sẵn sàng. Chúng tôi xin mời bạn Bảo Vân sẽ có đôi lời tự giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Thanh Bạch. Tôi tên là Bảo Vân, 29 tuổi. Tôi có một bé trai 18 tháng. Hôm nay tôi đến với chương trình thứ nhất là do là tôi rất yêu thích cái sự hồn nhiên của các bé. Và thứ nhì, một mục đích cũng không kém phần quan trọng, đó là đến với Chuyện Nhỏ mang về quà to, chẳng sợ bố lo. Xin cảm ơn bạn Bảo Vân. Thưa quý vị, và chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ca sĩ Vũ Trung. Xin mời bạn. Tôi tên là Dương Vũ Trung, hiện đang là ca sĩ. Tôi rất là thích chương trình này vì chương trình này mấy bé rất là dễ thương. Lúc nào mà mở tivi lên thấy chương trình này là tôi phải ngồi xem cho hết. Quý vị ủng hộ cho ba người chơi cho tôi nha. Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba. Xin mời bạn Ngọc Trâm. Xin chào quý khán giả, chào anh Thanh Bạch.
À, tôi tên là Ngọc Trâm. Tôi hiện tại có một cháu gái 15 tháng. À, cháu rất là năng động. Cháu nói đủ thứ hết đó, nhưng mà không biết cháu nói gì. Thí dụ về cháu nói làm sao? Cháu cứ cháu nói chỉ chỏ đủ thứ và để nói lung tung, nhưng mà mình không hiểu cháu nói gì. Thế là ai là nguồn động viên để khiến bạn có đầy đủ niềm tin để đi thi chuyện nhỏ? Thực ra thì đúng ra là đứa cháu gái ở nhà. Cháu thích chương trình này. Mỗi lần mà cháu coi, cháu cứ nói sao cô Tư không đi thi. Mà ở đây thì mỗi lần em xem thì em rất thích mấy bé. Mấy bé trả lời rất là ngây ngô. Có nhiều cái mới trả lời mà mình ôm bụng mình cười luôn. Nên là hôm nay em đến tham gia chương trình này và mong mọi người ủng hộ cho ba người chơi. Thưa quý vị, vòng 1 của chuyện nhỏ xin được bắt đầu. Ba thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội dự đoán ý của bé với câu hỏi vòng 1 như sau. Theo anh chị, bé có cho rằng ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không? Đa số các bé sẽ trả lời như thế nào? Xin mời bạn Bảo Vân. Theo tôi thì ngủ nhiều lần trong ngày sẽ không tốt, và tôi nghĩ là các bé cũng sẽ trả lời giống như là tôi. Đa số các bé sẽ trả lời là? Đa số các bé sẽ trả lời là không. Bạn Vũ Trung nghĩ thế nào? Ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không? Đa số các bé sẽ trả lời là không hay là có? Tôi nghĩ đa số các bé trả lời là không ạ. Và bà Ngọc Trâm nghĩ sao ạ? Em cũng nghĩ là không. Không. Đa số các bé khi được hỏi ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không, đa số trả lời là không. Chúc mừng. Ba thí sinh đã ghi được những số điểm đầu tiên. Và bây giờ các bạn sẽ tuần tự lựa chọn các bé trên màn hình, và mỗi một bé sẽ có một câu hỏi phụ trước khi vào trả lời câu hỏi chính thức. Xin mời Bảo Vân. Tôi chọn bé Tú Anh. Bé Tú Anh. Chú Bạch hỏi Tú Anh câu này. Theo con, có ai sống mà không cần ngủ hay không? Dạ thưa chú, con nghĩ là không. Vì phải ngủ thì ta mới có sức khỏe để sống. Đúng rồi, phải có hai quá trình thức và ngủ, làm việc và nghỉ ngơi chứ, đúng không? Bạn Bảo Vân nghĩ thế nào? Bé có cho rằng ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không? Tôi nghĩ là bé cho là không. Tú Anh ơi, hãy nói cho mọi người nghe, theo con ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không tốt? Dạ thưa chú, ngủ nhiều lần trong ngày là tốt, vì ngủ nó có sức khỏe cho chúng ta và cao lớn. Chưa trùng khớp đi với bé. Cẩn thận, đa số trả lời không, nhưng vẫn có thiểu số trả lời có. Bằng Bửu Trung lựa chọn. Bé Hoàng My ạ. Bé Hoàng My. Hoàng My ơi, trong một ngày con thường ngủ vào lúc nào? Dạ thưa chú Thanh Bạch, trong một ngày con thường ngủ vào buổi trưa và buổi tối. Bạn nghĩ thế nào, bé Hoàng My có cho rằng ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không? Tôi nghĩ là có. Hoàng My ơi, ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không tốt? Dạ thưa chú Thanh Bạch, trong một ngày mình không nên ngủ nhiều. Bởi vì nếu như mình ngủ nhiều thì mình sẽ mập ra và mình sẽ không học được. Cho nên chú Bửu Trung chưa trùng khớp ý với Hoàng My rồi. Xin mời bạn Ngọc Trâm. Em chọn bé Ngọc Liên. Bé Ngọc Liên. Ngọc Liên ơi, mỗi ngày con ngủ mấy tiếng đồng hồ? Dạ thưa chú Thanh Bạch, mỗi ngày con ngủ 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì bữa tối con hay nằm mơ thấy giấc mơ đẹp là con học giỏi, con thành tài. Bạn Ngọc Trâm đoán đi. Em nghĩ là bé sẽ nói không. Ngọc Liên sẽ cho mọi người biết ngủ nhiều lần trong ngày là tốt hay không tốt. Dạ thưa chú Thanh Bạch, ngủ nhiều lần trong ngày là tốt, bởi vì mình sẽ khỏe và mập và học giỏi, ăn nhiều. Hoàn toàn không dễ dàng để trùng khớp với bé. Tiếp tục sự lựa chọn của bạn Bảo Vân. Tôi chọn bé Quỳnh Khánh. Bé Quỳnh Khánh. Quỳnh Khánh ơi, con cho mọi người biết theo con là nên nằm ngủ tư thế nào là tốt nhất? Dạ thưa chú Thanh Bạch, con nghĩ là nằm ngủ ở tư thế tốt nhất là nằm thẳng, duỗi hai tay trên bụng là tốt nhất. Cái này là chỉ do bố mẹ con và thầy cô dạy. Ngủ nhiều lần trong ngày bé có cho là tốt hay không? Tôi nghĩ là bé cho là không. Con hãy nói cho mọi người nghe xem nào Quỳnh Khánh, thì không tốt. Dạ thưa chú Thanh Bạch,
ngủ nhiều lần trong ngày là không có tốt, tại vì con sẽ bị béo phì và trong người cảnh là thấy nặng nề và ù lì. Thế dành thời gian ngủ là con sẽ không có việc học và không thể giúp được bố mẹ. Trùng khớp y với bé, chúc mừng. Xin mời bố Trung. Bé Tường Vi và bé Trung Tính. Hai bé Tường Vi, Trung Tính. Sau khi ngủ dậy hai con thường có cảm giác gì? Dạ thưa chú Thanh Bạch, khi con ngủ dậy cảm giác con cần hơi buồn ngủ và con muốn ngủ tiếp. Còn con thì cảm giác con khi ngủ dậy con cũng hơi mệt vì nó làm cho con buồn ngủ. Vậy thì chú Bửu Trung nghĩ thế nào, hai bé có cho rằng ngủ nhiều lần trong ngày là tốt không? Bé cho rằng ngủ nhiều là không tốt ạ. Ngủ nhiều trong ngày là tốt hay không vậy hai bé Tường Vi và Trung Tính? Dạ thưa chú Thanh Bạch, ngủ nhiều lần trong ngày là không tốt. Vậy ngủ nhiều lần vào ngày đi học thì mình sẽ không đi học và không kịp bài mấy bạn. Con đồng ý với bạn. Chúc mừng Bửu Trung. Tiếp tục xin mời bạn Ngọc Trâm. Em chọn bé Anh Chi. Bé Anh Chi. Anh Chi ơi, khi ngủ con có thường nằm mơ hay không? Dạ thưa chú Thanh Bạch, ngủ nhiều lần trong ngày tốt vì khi mình ngủ nhiều đến giờ học cô giáo giảng bài mình không có bị ngủ gật, giúp cho mình khỏe mạnh để lớn lên. Chưa trùng khớp được với anh Chi rồi Ngọc Trâm ơi. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành vòng 1. Sau khi mỗi thí sinh đã có 2 lượt lựa chọn, kết quả các số điểm như sau. Bạn Bảo Vân 30 điểm, Bửu Trung 30 điểm và Ngọc Trâm 10 điểm. Chúng ta vừa hoàn thành vòng 1. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng 2, 3 thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội thử sức mình với một câu hỏi duy nhất dành cho các bé như sau. Câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu hay khóc phải không? Theo anh chị, bé trả lời như thế nào? Xin mời bạn Ngọc Trâm là người ưu tiên được trả lời trước. Tôi nghĩ bé sẽ trả lời là có. Đa số các bé sẽ trả lời là có. Bạn Bảo Vân nghĩ thế nào? Theo tôi nghĩ là các bé cũng trả lời là có. Câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu hay khóc phải không? Theo Bảo Bửu Trung thì các bé sẽ trả lời như thế nào? Theo tôi là các bé trả lời không ạ. Khi được hỏi câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu hay khóc có phải không? Đa số các bé trả lời là không. Chúc mừng Bửu Trung. Và như vậy bạn Ngọc Trâm tiếp tục là người chọn lựa bé đầu tiên. Em chọn bé Phương Uyên. Bé Phương Uyên. Phương Uyên ơi, con hãy kể tên các con vật cùng loại với cá sấu. Dạ thưa chú, cá dâu, cá chép và cá mập. Câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Bé trả lời thế nào? Tôi nghĩ bé sẽ trả lời là có. Phương Uyên ơi, nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu hay khóc có phải không? Dạ thưa chú, con này khó quá, con chưa học nên con không biết. Chưa trùng khớp yêu với mẹ. Xin mời bạn Bảo Vân. Tôi chọn bé Hoàng My. Bé Hoàng My. Hoàng My, hãy miêu tả con cá sấu. Thí dụ có một số bạn chưa biết con cá sấu, con sẽ diễn tả như thế nào để các bạn đó biết. Dạ thưa chú Thanh Bạch, con cá sấu thì nước da của nó sần sùi, nó có hàm răng rất nhọn, mình nó dài. Da sần sùi, hàm răng nhọn, mình nó dài. Thế thì câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu hay khóc có phải không? Tôi nghĩ bé cho là không. Hoàng My ơi, câu nước mắt cá sấu ý là chỉ cá sấu khóc có phải không? Dạ thưa chú Thanh Bạch, câu nước mắt cá sấu á là chỉ về ý nghĩa là
người ta khóc mà khóc không phải đúng sự thật. Quá giỏi, Trung khớp với Vi Bé. Tiếp tục bạn Vũ Trung lựa chọn. Tôi chọn em Ngọc Liên à. Ngọc Liên. Ngọc Liên đã thấy con cá sấu bao giờ chưa? Dạ thưa chú Thanh Bạch, con đã thấy con cá sấu nhiều lần rồi. Nó xấu, lưng nó ngoằn ngoèo, nó dài. Câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Bé sẽ trả lời thế nào? Tôi nghĩ là bé trả lời không ạ. Bé trả lời là không. Ngọc Liên ơi, nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Dạ thưa chú, nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu hay khóc con xem trên TV nên con biết. Chưa trùng khớp với Vi Bé. Xin mời bạn Ngọc Trâm. Em chọn bé Tú Anh. Bé Tú Anh. Theo con, người ta thường có thể nuôi cá sấu để làm gì? Dạ thưa cháu, người ta nuôi cá sấu để lấy da, làm túi xách, ở dây nịt hoặc là giày vân vân. Nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Bé nghĩ thế nào với câu này? Tôi chọn là không. Tú Anh ơi, hãy nói cho mọi người nghe, nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Dạ thưa chú, con này khó quá, con chưa có biết. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Xin mời Bảo Vân. Tôi chọn hai bé Tường Vi và Trung Tính. Con thường thấy cá sấu sống ở đâu? Dạ thưa chú Anh Bạch, cá sấu ở trong lòng lầy vì con học về tự nhiên xã hội. Bạn hãy cho biết là bé trả lời thế nào với câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Tôi nghĩ bé cho là không. Trung Tính Tường Vi ơi, hãy nói cho mọi người nghe xem nào. Dạ thưa chú Thanh Bạch, nước mắt cá sấu không phải là cá sấu khóc mà là khóc giả bộ để ăn thịt con mồi. Con cũng đồng ý với bạn. Chúc mừng bạn, chính xác rồi. Tiếp tục xin mời Bữa Trung. Tôi chọn bé Anh Chi. Bé Anh Chi. Theo Anh Chi, con cá sấu hiền hay là dữ? Dạ thưa chú Thanh Bạch, cá sấu dữ vì khi con thấy nó thì nó ăn thịt những con thú khác. Thế thì Bữa Trung nghĩ thế nào với câu hỏi? Câu nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Tôi nghĩ bé không biết ạ. Nước mắt cá sấu là ý chỉ cá sấu khóc có phải không? Dạ thưa chú Thanh Bạch, cái câu chỉ nước mắt cá sấu là giả dối, nó không có thật lòng để lừa gạt các con thú khác. Chúc mừng Bữa Trung trùng khớp với bé. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ công bố số điểm của ba thí sinh trong vòng thi này. Thí sinh ít điểm hơn sẽ chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Thưa quý vị, bạn Bảo Vân 90 điểm. Bạn Bửu Trung 70 điểm. Và bạn Ngọc Trâm 40 điểm. Như vậy bạn Ngọc Trâm sẽ nhận tiền thưởng của chương trình là 1 triệu đồng và nhận phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ. Xin được chúc mừng. Chào mừng quý vị trở lại với vòng 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng 3 này, hai thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội lựa chọn bé bằng cách bấm bàn phím. Mỗi thí sinh sẽ có 3 lượt lựa chọn. Và câu hỏi vòng 3 như sau. Chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Theo anh chị, bé trả lời như thế nào? Có bé thì trả lời là nên ăn mặn, có bé thì trả lời nên ăn lạc. Nhưng mà theo chúng tôi thì ngày nay chúng ta không nên ăn mặn lắm để tránh được rất nhiều loại bệnh. Trong đó có bệnh cao huyết áp, rồi có bệnh về tiểu đường vân vân. Và ăn vừa phải, không nên mặn quá. Nhưng mà đối với bé thì có bé thì biết, có bé thì cho rằng phải ăn mặn. Thưa quý vị, và bây giờ thí sinh ít điểm hơn được quyền ưu tiên chọn lựa trước. Xin mời Bổ Trung chuẩn bị. Bé Ngọc Liên có cho rằng chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Theo anh chị, bé trả lời là mặn hay lạc? Tôi nghĩ là bé Ngọc Liên trả lời mặn ạ. Ngọc Liên ơi, theo con là chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Dạ thưa chú Thanh Bạch, chúng ta nên ăn lạc, bởi vì ăn lạc bổ hơn là ăn mặn. Chưa trùng khớp đi với bé. Xin mời bạn Bảo Vân chuẩn bị.
chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Theo anh chị, bé trả lời như thế nào? Theo tôi nghĩ thì bé Quỳnh Khánh sẽ trả lời là nên ăn lạc. Quỳnh Khánh ơi, chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Dạ thưa chú, chúng ta nên ăn mặn, vì lạc quá thì con sẽ không ăn được, mà mặn quá thì con sẽ không ăn được. Nên con chỉ tiêu chuẩn là chỉ hơi mặn thôi thì con ăn được. Chưa trùng khớp với bé. Bố Trung chuẩn bị trở lại. Chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Hai bé sẽ trả lời như thế nào? Theo em nghĩ hai bé bảo là nên ăn lạc ạ. Tường Vi, Trung Tính ơi, theo con chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Dạ thưa chú Thanh Bạch, chúng ta không nên ăn mặn nhiều quá. Nếu ăn mặn nhiều quá nó sẽ không tốt cho thận. Con đã biết cái này trong sách tự nhiên xã hội. Con có nguyện ý với bạn. Xin được chúc mừng. Tiếp tục, bạn Bảo Vân chuẩn bị trở lại. Bé Phương Uyên với câu hỏi chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc sẽ trả lời như thế nào? Tôi nghĩ bé Phương Uyên sẽ trả lời là nên ăn lạc. Phương Uyên ơi, nên ăn mặn hay ăn lạc? Dạ thưa chú Thanh Bạch, chúng ta nên ăn mặn, tại vì ăn mặn nó phát triển hơn, nó nhanh cao hơn, nó có nhiều chất hơn, nó bổ dưỡng hơn. Còn ăn lạc thì nó lạc quá mình không ăn được, nó không có chất bổ dưỡng bằng chất ngọt, chất mặn. Cho nên là chất của bạn là chất chưa trùng khớp. Bạn Bố Trung chuẩn bị. Bé Hoàng My với câu hỏi chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc sẽ trả lời như thế nào? Theo em nghĩ là bé bảo là ăn lạc à. Hoàng My ơi, chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Thưa chú Thanh Bạch, thì chúng ta nên ăn lạc, bởi vì nếu như chúng ta ăn mặn thì chúng ta sẽ bị da đen, và nếu như ăn mặn nhiều quá thì chúng ta sẽ khát nước và uống nước thật nhiều, như vậy chúng ta sẽ mập thêm. Chúc mừng trùng hợp. Thực ra thì không phải uống nước nhiều chúng ta sẽ mập thêm. Bạn Bảo Vân chuẩn bị. Bé Tú Anh nghĩ thế nào với câu hỏi chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Tôi nghĩ bé Tú Anh sẽ trả lời là chúng ta nên ăn mặn. Tú Anh ơi, chúng ta nên ăn mặn hay ăn lạc? Dạ thưa chú, chúng ta nên ăn lạc, vì ăn lạc nó sẽ giúp cho chúng ta khỏe hơn. Còn ăn mặn nó, chúng ta không nên ăn mặn, vì nó sẽ làm cho chúng ta khát nước. Chưa trùng khớp được rồi, Bảo Vân ơi. Thưa quý vị, xin được công bố số điểm của hai thí sinh sau vòng thi đầy cam go thử thách này. Bạn Bảo Vân 90 điểm. Bạn Bửu Trung có nhiều may mắn hơn, 150 điểm. Bạn Bảo Vân sẽ nhận tiền thưởng là 1.500.000 đồng và phần quà lưu niệm của chuyện nhỏ. Xin được chúc mừng. Chào mừng quý vị đang trở lại với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng thi đặc biệt này, bạn Bửu Trung sẽ có cơ hội chọn 5 trong số 7 ô trên màn hình. Và mỗi một ô sẽ có một câu hỏi độc lập và số điểm sẽ ẩn chứa trong mỗi ô từ 50 điểm cho đến 250 điểm. Làm thế nào để trùng khớp ý với bé và chiếm số điểm này? Nếu bạn đạt điểm chuẩn từ 500 điểm trở lên vào cuối vòng thi, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt. Trong trường hợp không đạt được 500 điểm, tiền thưởng là 2 triệu đồng. Nếu đạt 500 điểm trở lên, tiền thưởng sẽ là 4 triệu đồng. Tất cả đã được sẵn sàng. Mời các cổ động viên dành một tràng pháo tay nung nhiệt cổ vũ tinh thần cho thí sinh của chúng ta. 5 ô đầu tiên bạn sẽ chọn là ô nào? Tôi chọn bé Ngọc Liên trước ạ. Bé Hoàng My ạ. Bé Anh Chi ạ. Bé Quỳnh Khánh ạ. Và bé Phương Uyên. Chia tay với các bé còn lại. Bây giờ câu hỏi đầu tiên của bé Ngọc Liên như sau. Bé Ngọc Liên da ngăm ngăm nhưng mà rất năng động. Câu hỏi dành cho bé như sau. Theo Ngọc Liên, giữa con cú mèo và con chuột, mắt con nào tinh hơn?
Theo tôi nghĩ là bé Ngọc Liên chọn mắt con chuột tinh hơn ạ. Ngọc Liên ơi, giữa mắt cú mèo và mắt con chuột, mắt nào tinh hơn? Dạ thưa chú Thanh Bạch, mắt của con cú mèo với lại con chuột, mắt của con cú mèo nó tinh hơn, bởi vì mắt của nó to và đen. Chưa trùng khớp đi với bé. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi của bé Hoàng My. Theo Hoàng My, cú mèo bắt chuột ban ngày hay ban đêm? Cú mèo bắt chuột ban ngày ạ. Hoàng My ơi, cú mèo bắt chuột ban ngày hay ban đêm? Thưa chú Thanh Bạch, theo con nghĩ con cú mèo sẽ bắt chuột vào ban đêm, bởi vì khi ấy con cú mèo có một bụng có bắt mắt có thể nhìn và xuyên qua ban đêm, cho nên nó sẽ bắt chuột dễ dàng hơn ban ngày. Đúng vậy, nhưng mà chú Bửu Trung đã không trùng khớp ý với con. Cú mèo thường ngủ vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm và có khả năng nhìn rất rõ trong lúc đêm tối. Chúng ta tiếp tục với bé Quỳnh Khánh. Câu hỏi dành cho Quỳnh Khánh. Theo Quỳnh Khánh, giữa ban ngày và ban đêm, các loài vật đi kiếm ăn